Vâng, em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 10 tháng 3. Em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0386865005. Hôm nay thì em đã xếp những cái combo lan rừng như vậy để chia sẻ với quý cô chú anh chị mình với giá cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị này. Rất là nhiều nụ luôn nha. Các bác nhìn sơn thủy tiên này, đó, quá trời là nụ luôn. Đó, rất là nụ chi chít nụ luôn, về cô chú anh chị mình chơi bông luôn nha. Em sẽ vào chi tiết từng đơn một, từng mã một để cô chú anh chị mình lựa chọn luôn. Ở đây, trước tiên thì nhà em vẫn sẵn cái hàng phân dê ép viên đắm túi như vậy cô chú anh chị nha. Là mỗi ký, mỗi túi như vậy là một ký, mỗi bịch như vậy là một ký. Một ký thì nó sẽ tương đương với cả 15, 16 hay là 17 cái túi ở bên trong. Và em bán với cái giá là 35.000 cho một ký. 35.000 một ký và em bao ship từ 5 ký này. 35.000 một ký và bao ship từ 5 ký. Đó, đây là cái hàng phân dê. Tiếp theo ở đây là tam bảo sắc hoa vàng. Ở đây em có một cặp tam bảo sắc hoa vàng. Là hiện tại là nó đang có nụ này. Về cô chú anh chị mình chơi bông nha. Đang có nụ. Đó, đang có nụ này. Ở đây là nguyên một cặp luôn nha. Tại vì cái rễ của nó bám vô nhau nhiều quá cho nên là em không có tách ra. Em để nguyên như vậy thôi. Về cô chú anh chị mình treo lên và chơi bông luôn nha. Hai cái giò tam bảo sắc em bán 160.000 cho cái mã tam bảo sắc. Tiếp theo ở đây em có một cái combo mã số 1. Hai cái dề kiều, kiều hiện tại là đang mầm. Đang mầm luôn nha. Hai cái dề kiều này. Đùi gà tròn 1 2 3 dề, nói chung là mỗi cái loại về cô chú anh chị mình ghép được một chậu nha. Đây cái mặt bông của đùi gà tròn này, rất là đẹp luôn nha, tím đậm luôn. Đó, tiếp theo đây là sơn thủy tiên 2 dề, về cô chú anh chị mình ghép được một chậu nha. Tiếp theo hoàng thảo chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc trở quá trời là bông luôn. Bông với cả nụ cũng còn rất là nhiều nha. Nụ cũng còn rất là nhiều nụ. Đây là 2 dề. Đây, rất là sai bông và bông của nó cũng rất là đẹp. Màu rất là tươi luôn nha. Hoàng thảo chuỗi ngọc nó mầm, nó đang ra rất là nhiều mầm rồi đây. Hoàng thảo chuỗi ngọc ở đây có 4 loại, combo 4 loại lan. Em để cô chú anh chị mình với giá là 140.000 em bao cước nha. Có mã này là 140.000 thôi. 140.000 em bao cước này. Tiếp theo ở đây là cái kiều vàng. Đó, kiều vàng với cả một cây. 2. Quý tím đang nụ này, 2 này. 3 4 5 6 7 cây quý tím. Mã số 2 nha, 7 cây quý tím với cả kiều vàng 130.000 mã số 2. Mã số 3 ở đây có cũng là 7 cây quý tím nha, 7 cây quý tím lớn rất là đẹp. Hoàng thảo chuỗi ngọc này, rất là nhiều nụ luôn. Đó. Hoàng thảo chuỗi ngọc rất là nhiều nụ luôn. 130.000 mã số 3. Mã số 4 combo 3 loại này. Một cái dề đùi gà tròn, một cái dề đùi gà tròn. Cái dề này thì đang nứt nụ này. Dề này qua muộn nha, đang nứt nụ. Đây là chuỗi ngọc này, rất là nhiều, về cô chú anh chị mình ghép được một cái giò lớn luôn. Rất là nhiều mầm chi chít nụ luôn. Đó. Hai cái dề sơn, ba cái dề sơn thủy tiên này, ba dề sơn thủy tiên cực kỳ là đẹp. Về cô chú anh chị mình ghép một giò nhá. 130.000 mã số 4, 130.000 combo 3 loại. Mã số 5 ở đây em để một loại thôi. Mã số 5 đây, dề sơn thủy tiên cực kỳ là đẹp luôn này, một dề, hai dề, dề này đang nụ nhá. 2 này. 3 này, dề này cũng đang nụ này. 3 4 này, dề này thì cũng đang nụ luôn này. Đó, 5 và 6. 6 cái dề thì có 1 2 3 4 5 5 cái vòi nụ. Có 5 cái vòi nụ nha. 130.000 mã số 5. Mã số 6. 1 2 3 4 5 6 7 cái vòi nụ này. 7 cái vòi nụ luôn, cho vòi nụ rất là đẹp luôn. Cây thì đang ra rễ ầm ầm luôn này. Tại em để ở trong vườn á. Em để trong vườn một thời gian rồi cho nên là hiện tại là cây ra rễ non rất là nhiều rồi. Về cô chú anh chị mình ghép luôn cho em. Với cả bông nó cực kỳ là khỏe nha. Nó không có bị chột bông. Không có bị chột bông. Đó. Mã này cũng 130.000. Mã số 6 nha, 130.000. Trời ơi, về mình chơi được một cái một cái giò bông cực kỳ là chất lượng luôn nha. Đó, 130.000 mã số 6. Mã số 7 ở đây có hoàng thảo chuỗi ngọc mà này, kiều vàng. Kiều vàng cái đơn này có 5, hình như là có 5, 4 hay 5 5, 5 nha, 5 cái vòi nụ. 5 cái vòi nụ. Đùi gà tròn nguyên một dề. Đùi gà tròn nguyên một dề 130.000 nha. Thật ra thì ở đây em có một cái giò kiều, nó đang có bông này các bác này.
Hình như là có một số chỗ thì các bác gọi đây kiểu cam hay sao á, màu lưỡi của nó rất là đậm này, màu cam đậm luôn này. Đó, một số nơi thì gọi là kiểu vàng, thôi tùy cô chú anh chị gọi nhá. Đây, 130.000, mã số 7 cực kỳ là đẹp luôn. Mã số 8 rất là nhiều tam bảo sắc hoa vàng, nó cũng đang nụ. Tam bảo sắc hoa vàng tầm này là đang nụ rồi các bác ơi. Mua về các bác đợi bông chơi nha, đang rất là nhiều nụ. Đó, mã này, tất cả chỗ này 130.000 em bao cước luôn nhé. Mã số 8 130.000. Mã số 9 này, mã số 9 trời, tam bảo sắc nụ này rất là nhiều luôn. 130.000 mã số 9. Đây có hai cái cây lớn. Hai cây lớn rất là đẹp. Đây bên cây bên dưới đang có hai cái cần bông này. Nó cây ở rừng về cho nên là nhiều, có một số là nó bị lỗi lá một chút nhá. Đây này. Lỗi tự nhiên nó bị sâu ăn hay ấy gì đó. 130.000 mã số 9. Mã số 10 rất là nhiều vòi nụ này. Cực kỳ là nhiều vòi nụ luôn nha. Nó chi chít nụ luôn. Về mình ghép được một giò. Mã này cũng 130.000. Mã số 10. Mã 11 này. Mã 11 nha, cũng rất là nhiều nụ nụ này. Đó có một số nụ là nó dài quá, nó bị gãy này. Đó, dân người ta lấy về người ta để ở trong bao á, nhiều khi là cũng không giữ được, cô chú anh chị mình cũng hết sức thông cảm. Em đóng hàng thì em sẽ chú ý đóng thật kỹ cho cô chú anh chị để không bị hư cái nụ nhé. Mã này cũng 130.000. Mã 11. Mã 12 là hoàng thảo kèn này. Em còn 5 mã hoàng thảo kèn. Hôm nay em bán xả luôn, còn 100.000 một mã hoàng thảo kèn nhá. Đó, 100.000 một mã hoàng thảo kèn này. 1 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đó, hoàng thảo kèn toàn mấy mã đẹp thôi. Cô chú anh chị cứ lấy một mã rồi em sẽ xếp cho nhá. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ em ạ.